Hello, chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh giày Si Hiệu. Hôm nay em gửi tới cả nhà đầu tiên đó là một cặp giày tới từ nhà LV cả nhà ơi. Và quá đẹp luôn. Đầu tiên là một cái đôi giày loafer nhé. Một đôi loafer rất là độc lạ và mẫu này cực kỳ hiếm. Tới từ nhà LV. Em này sử dụng chất da gọi là da Nimbus cả nhà nhé. Và em nó màu đen. Nổi bật của em này đó là một cái logo LV nó nằm ở ngay giữa chính diện cái đôi giày nè. Quá đẹp luôn nha. Và mẫu này rất là hiếm luôn đó cả nhà. Những cái mẫu mà có logo LV thì mình thấy nhiều rồi ha. Còn đây là một cái mẫu kiểu như là vương miện, có chữ LV. Và cả nhà có thể thấy là những cái đường chỉ của nó đó, là nó sử dụng những cái chỉ có ánh vàng nha. Rất đẹp luôn đó. Rồi những cái đá này lấp lánh đó, vương miện này. Rồi chữ LV nằm ở chính diện ngay mu ha. Một cái mẫu loafer độc lạ và chất liệu cũng khá là hiếm. Da Nimbus cả nhà nhé. Rất dễ vệ sinh luôn. Da Nimbus là cái chất da nó xịn sò hơn da lộn cả nhà ơi. Xịn sò hơn nhá. Dễ vệ sinh lắm. Nó dơ thì mình chỉ việc lau thôi. Đấy. Phía sau thì nó có may thêm một cái miếng dù màu đen này. Đó, rất là đẹp luôn. Đôi này khá là đẹp kiểu nhã nhặn thôi, nó không có lè lẹt đâu nha. Da Nimbus thì rất còn mới nha, hầu như là rất ít chảy xước luôn. Đôi này nó sử dụng cái bộ đế bằng cao su này, rất là mềm và êm nha, mòn chút xíu thôi, không đáng kể đâu. Đế cao su của nó thì rất mềm và êm cả nhà, đi thoải mái cả ngày đều được ha. Louis Vuitton Paris này, Made in Italia nhá, chính hãng nha cả nhà ơi. Đế zin này, là cái bộ đế này là nó đã may hết rồi, cũng như là có những cái gai chống trượt khá là to để giúp cho mình giữ thăng bằng cũng như là ma sát với đất rất tốt nha. Đi đôi này rất là sướng luôn á, cảm giác như là nó sẽ rất ôm chân nha. Lót jean Louis Vuitton Paris này đó, cái phông chữ của nó màu vàng ha. Da của nó có một cái độ mềm và cũng như là độ dày vừa đủ thôi, nó không quá dày cũng không quá mỏng cả nhà nha. Mẫu loafer này rất độc nè, anh nào đi tiệc cũng rất là đẹp luôn nha, đi chơi cũng rất là ok ha, dễ phối đồ lắm cả nhà. Độ mới thì vẫn còn rất ổn áp. Và quan trọng hơn đó là giá của em này thì rất là bình dân hữu nghị luôn nha. Giá em bán em này 4,5 triệu thôi cả nhà. Một đôi LV chính hãng chỉ có 4,5 triệu thôi. Size chuẩn của em này là size 9 tương đương với 43 cả nhà nha. Mã chốt hàng cho em này là A48. Trời ơi, đôi LV mà có 4,5 triệu thôi ha. Logo đẹp lắm cả nhà nha. Đó, rất là tinh tế luôn. Anh nào vừa chân 43 thì chọn đôi này giùm em ha. Rất là hiếm luôn á. Rồi, tiếp theo là một cái mẫu giày Double Trap tới từ nhà LV. Em này thì là tông màu của nó là kiểu như là màu đỏ mận đó cả nhà. Và đây là mẫu Double Trap nha, khóa đôi nha cả nhà. Mà màu này rất là hiếm ha, màu đỏ mận. Nó khác với màu nâu đậm nha. Màu nâu đậm thì mình thấy rất là nhiều, nhưng mà màu đỏ mận rất là hiếm luôn. Và quan trọng là em này khóa đôi nữa, rất là xịn sò ha. Em này rất là dễ mang nha. Mũi kiểu bo tròn này, những anh nào mà chân dày đi cũng rất thoải mái luôn. Khá là rộng rãi. Hai bên thì có hai cái khóa này, cái Pullman Strap này cả nhà ơi. Đẹp lắm, sang trọng lắm nha. Đi tiệc mang vét rồi rất là ok. Em này da bóng nha. Da bóng, nhìn bóng láng cả nhà nha. Nhìn bóng láng luôn. Logo LV nó nằm ngay bên góc rồi, hai bên góc rồi. Đấy, đẹp, tinh tế, nhẹ nhàng. Và ở dưới đế là một cái khoen có đóng chữ LV ha. Hai bên này, hai bên nha cả nhà. Đấy, nó đóng khoen LV. Đó là những cái dòng đế đặc trưng của LV ha. Rất là đẹp luôn. Em này đế da khâu này, đế da khâu cả nhà ơi. Rất là bền, xịn sò và mòn ít thôi, không đáng kể đâu. Rất là xịn ha. Louis Vuitton này, Made in Italia. Bên trên em dán chống trượt sẵn rồi ha. Còn anh nào thích thì em dán phía sau luôn, còn không thì cứ để vậy đi thôi. Size 6M này, tương đương với 40 hoặc 40.5 đi đẹp nha. 40 hoặc 40.5 đi đẹp cả nhà. Và mã chốt hàng cho em này là A50. Em bán 4,3 triệu thôi cả nhà.
4,3 triệu thôi nha, rất rẻ luôn. Hai đôi LV hôm nay gửi tới cả nhà giá rất yêu thương. Lót jean bên trong của nó cũng kiểu như là tông sẹt tông nha, màu đỏ này, đấy, đỏ mận này, Louis Vuitton Paris này, jean toàn bộ nha, lòng trong lót các kiểu đó đều tông sẹt tông màu giống nhau hết nè cả nhà. Em này da bóng lên chân nó rất là sang trọng và lịch lãm ha. Điểm trừ duy nhất của em này đó là mất một cái miếng da ở đây thôi nha, mất một miếng thôi, và mình thấy là khi lên chân á, nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều ha, thậm chí là mình bỏ luôn cái này, mình tháo ra tháo vào luôn cũng được nữa, nhìn nó giống nhau ha. Đó, nó chỉ bị trừ một điểm chút xíu vậy thôi, mất một cái miếng da thôi nha, còn lại thì là còn đầy đủ ha. Em này size chuẩn 40 hoặc 40.5, mã chốt hàng là A50 nhá, em bán 4,3 triệu thôi, rất rẻ luôn. Hai đôi LV chính hãng và giá thì quá rẻ cả nhà. Anh nào vừa chân đôi nào thì nhắn cho em đôi đó nha. Rồi tiếp theo là một đôi giày Doberman nữa, đầy chất chơi tới từ những nghệ nhân người Ý nè. Đôi này là một cái đôi hàng thủ công của Ý và không có nhiều trên thị trường đâu, nó không có bán tràn lan đâu. Cả nhà có thể thấy là nhìn cái lát giày á, cái mũi giày của nó này, nó thiết kế, nó làm không thể nào mà đụng hàng được cả nhà nha. Nó vót nhọn và những cái đường may của nó hai bên hông này, cũng như là nó thêm một cái đường chỉ nữa này, rất là đẹp nha. Em này màu xanh rêu, không phải màu đen ha, rất là lạ, một cái màu rêu khá là lạ luôn, ít khi mình gặp ha, giống như màu đỏ, đỏ mận, đỏ đô á, rất ít khi gặp nha. Đôi này tới từ một cái hãng giày của Ý và mới tinh nha cả nhà, Lamporta Made in Italia này. Đôi này tình trạng của nó là mới tầm 98% ha, đế da này, đế da cả nhà nhìn thấy này, nó mới tinh luôn ha, tem còn nguyên, size 42 đây. Đôi này thì anh nào vừa chân và thích một cái mẫu độc lạ, chọn đôi này cho em nha, hiệu Lambo Made in Italia Lost Jean này, rất xịn sò nha, những cái khóa sáng bóng. Đó, ở nước ngoài người ta mà có một cái đôi giày Doberman Trap của Ý đi, người ta thích lắm nha, tại vì nó thật sự là sang trọng và đắt đỏ ha, không phải dễ để mà mình có được một cái đôi giày Doberman như vậy đâu ha. Quá đẹp và mới luôn, màu thì quá lạ. Em này size chuẩn 42 nha, và mã chốt hàng là A51, em bán 1,8 triệu thôi. Đế này, đó, không chê vào đâu được, Made in Italia, mới tinh nha, quá mới luôn. Anh nào vừa chân đôi này thì nhắn cho em nha, quá mới thiệt sự luôn. Rồi tiếp theo là một đôi giày tới từ một hãng cũng rất nổi tiếng, top 5 thương hiệu nổi tiếng thế giới của làng đóng giày nha. Một mẫu rất đơn giản và một cái tông màu cũng rất lạ. Màu này cũng kiểu như là màu rêu ha. Cái kia là xanh rêu, còn cái này là cái gì rêu đây nè cả nhà nha. Mẫu rất đơn giản với chất liệu da lộn nha, da lộn. Và cái lớp da lộn của nó sướng lắm cả nhà ơi. Sờ vào là nó mềm và nó mịn luôn. Đã lắm. Cực kỳ sướng nha. Đã lắm cả nhà ha. Cực kỳ là đẹp luôn. Em này tới từ thương hiệu Grandson của nước Anh, rất nổi tiếng nha. Thương hiệu này thì xuất hiện từ rất lâu rồi. Cả nhà có thể thấy là cái cấu trúc đế của nó thì đã thể hiện được một cái đẳng cấp rồi nha. Có thể thấy là đế da khâu và những cái đường may của nó sát mí lắm cả nhà ha. Đôi này quá mới, em chưa dán chống trượt phía trước nha, để cả nhà mình cảm nhận được cái độ mới của đôi giày á. Anh nào mua mà thích dán thì em sẽ hỗ trợ miễn phí nha. Đế này chưa mòn bao nhiêu ha, chưa mòn bao nhiêu và đi rất là bền luôn, thật sự rất bền nha. Những cái đôi giày của nhà Grandson cũng rất là được săn đón luôn, không chỉ ở nước Anh đâu. Đôi này nó mới nè, Grandson này cả nhà thấy không, lót jean, thậm chí nó còn cái tem mà trong đây này, chủ cũ còn chưa thèm mà tháo ha. Grandson size 9 1/2, đó, rất xịn ha cả nhà. Nó dập bên hông này, mã các kiểu này, da nó mềm nhũn luôn nha.
mềm lắm cả nhà nha, đã lắm, đi lên chân thì cực kỳ là sướng. Và đặc biệt là em này có thêm hai cái miếng chun co giãn này, hai miếng chun co giãn giúp cho mình mang ra mang vào nó rất thoải mái luôn, rất thoải mái, và đi bước chân đi nó cũng mềm theo ha. Nên là mình sẽ đi những cái đôi giày này cảm thấy nó rất là hài lòng luôn á, cực kỳ đơn giản ha, quá đơn giản. Rồi tiếp theo là một em giày Oxford công sở xịn sò gửi tới cả nhà. Và trước tiên là mời cả nhà nhìn cái đế của nó này, nó cũng mới tinh nha cả nhà ơi, đế này chưa mòn này, tem bên trên vẫn còn nha. Và thương hiệu của em nó là Giorgio Armani này, Made in Italia, size 9 1/2. Đấy, đế da khâu lấp chỉ luôn, ghê, quá mới luôn cả nhà ơi. Em này em gửi tới cả nhà ngắm cái bộ đế nó trước nha, thấy cái độ mới của nó này, tem này vẫn còn nha. Đế jean Giorgio Armani này. Armani, nó đóng ở phía sau luôn, chưa mòn gì luôn á. Đôi này là một cái mẫu Oxford dành cho các anh văn phòng, rất lịch sự và đẹp trai nha. Bỏ áo đóng thùng sơ vin lên thì khỏi chê. Quá mới luôn. Một cái mũi của nó cũng thon gọn vừa đủ. Cái form này dễ mang lắm cả nhà ơi. Các anh chân thon dài đi rất là đẹp ha. Da còn rất là ổn áp luôn. Độ mới thì nhìn cái đế thôi là cả nhà đã biết rồi. Em này màu đen nữa, rất dễ phối đồ nha. Nhìn cái đế thôi, em show cái đế trước rồi cả nhà mình thấy nó mới cỡ nào rồi. Bên trong là Maxine nha, Giorgio Armani Made in Italia này. Anh nào đang cần một đôi giày Oxford công sở thì chọn đôi này đi nha. Đôi này dáng và độ mới cao, giá tiền thì rất hợp lý luôn. Không thể nào kiếm đâu ra được một cái mẫu giày tới từ nhà Armani, độ mới cao mà giá chỉ có 1,7 triệu thôi cả nhà ơi. Em đánh giá rất yêu thương ha. Size của em này là size 43, mã chốt hàng là A53 nha cả nhà. Nó mới quá trời luôn. Em này chủ cũ đi rất ít ha. Quá mới luôn. Anh nào vừa chân thì nhắn cho em ha. Size 43. Rồi tiếp theo là một em giày loafer tới từ nhà Ferragamo. Và đây là một trong những cái mẫu loafer hiếm hoi của nhà Ferra mà mình sẽ không thấy bất cứ một cái logo hay là một cái chữ dập nào của nhà Ferra ở trên cái đôi giày này hết. Một cái mẫu gọi là trơn, trần trụi ha. Không thấy họa tiết gì luôn. Rất là đơn giản. Đấy. Không có một cái điểm nhấn nào cho đôi giày. Nhưng mà đây là một cái đôi giày của nhà Salvatore. Da rất là đá luôn nha, căng mịn này, đá lắm cả nhà ơi. Form này thì cũng rất dễ mang cho các anh này, chỉ việc xỏ chân là đi thôi ha. Đế này, đế jean nhá, cái gót phía sau cũng chưa mòn là bao luôn này, cái chữ Ferra của nó còn nguyên nhá. Salvatore Made in Italia này, em dán chống trượt phía trước cho cả nhà rồi, các anh chỉ việc mang thôi ha. Em này size chuẩn là size 41/5, 42 đi vừa. Và mã chốt hàng là A52. Em bán đôi này 1,8 triệu thôi. Mẫu cực kỳ đơn giản của nhà Salvatore. Lót jean bên trong này, màu vàng ha. Lót jean nha cả nhà. Da nó có một cái độ dày cũng như độ êm vừa đủ, không quá dày cũng không quá mỏng ha cả nhà. Lên chân đơn giản lắm và dễ mang nữa. Xỏ chân vào là đi thôi ha, không cần phải cột dây. Đây. Rồi cuối cùng là một cái đôi giày sneaker dành cho các anh trong mùa hè ha. Đây là một trong những cái mẫu bán rất là chạy của nhà Gucci với thiết kế khá là trẻ trung. Mình nhìn giống như là một cái đôi giày thể thao vậy đó, ba vạch này, tông màu xanh navy đỏ và nó nối ra phía sau. Đây, ẩn số nằm phía sau cả nhà nhá. Nó tìm tới cái điểm chạm là hai con ong. Và cả nhà biết rồi, hai con ong của nhà Gucci thì nó thêu tay rất là đẹp. Nó thêu bằng chỉ màu vàng nha, âm lấp lánh cả nhà nha. Rất đẳng cấp và xịn luôn, nhìn con ong là thấy cái đẳng cấp rồi. Và quan trọng là hai cái gót nó là hai cái màu khác nhau nè. Một bên màu đỏ, một bên màu xanh.
không bao giờ nó làm cái gót nó giống màu nhau nha. Đó, nó đã thiết kế rất là xịn rồi. Đế zin phía sau gót có chữ Gucci luôn, nhìn rất là trẻ trung nha cả nhà. Rất trẻ trung luôn, hai bên ha, nó đều có cái tông màu giống nhau, rất đẹp. Đi những cái đôi này lên chân thì vừa nhẹ vừa êm, da của nó khá là mềm êm nhá, đi rất là sướng luôn. Mũi thì bầu bầu, mang vào chân thì quá sướng ha, đẹp quá cả nhà, đẹp kiểu như là trang nhã. Rồi, đế của em này là một cái bộ đế đế cao su mềm êm nhá. Cao su mềm êm, đế zin Gucci made in Italia này. Hai con ong phía trước luôn. Cái chủ nhân cũ thì em nghĩ là nó đạp tàn thuốc thôi. Còn những cái vết đen đen này không thành vấn đề cả nhà ơi. Đó, nó không có bị ảnh hưởng gì nhá. Gót thì mòn ít, không ảnh hưởng gì nhiều. Những cái đôi này mình đi còn lâu lắm. Nó may rồi, nó dán hết trơn rồi, nên là mình yên tâm. Gucci made in Italia, lòng nó màu rất đẹp, cái tem của nó còn nguyên nè cả nhà, cái tem này, nên là cái độ mới của nó này cũng khá là ổn áp nha. Anh nào sắp tới đi chơi đi du lịch nè, mình mang những cái đôi này mà đi nước ngoài rất là xịn sò ha. Tụi nước ngoài nó nhìn ngưỡng mộ lắm nha. Những cái đôi này giá web phải 650. Hôm nay thì em có một đôi size chuẩn là size 41, mã cho hàng là A49, em bán 2.800.000 thôi, quá rẻ cả nhà. Tất cả sản phẩm của bên em đều bảo hành chính hãng trọn đời nha. Các anh cứ order ship tới thì các anh thử kiểm tra cũng như là thử có vừa hay không trước khi mình thanh toán nha. Đó, rất đẹp xịn sò. Rồi, em cảm ơn cả nhà đã theo dõi video em hôm nay nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong video ngày mai ạ.